Ở đây thì mình có một cái màn hình Android ô tô. Cái loại này là loại 7 inch dành cho ô tô này. Đó. Cái này là cái loại này cũng giống như nhiều cái loại mà mình đã review từ trước. Thì ngày hôm nay mình không review về tổng quan em nó nữa, mình sẽ tập trung đánh giá vào cái tính năng cũng như là phân tích cái nội thất của cái con này như nào. Thì cái màn hình nó đã khởi động xong rồi. Đó, ở đây thì nó là một cái màn hình chạy hệ điều hành Android. Cụ thể là Android xem nào, mình xem nó Android mấy. Nó có tiếng Việt anh em á. Đây. Android 8.1 này. Đấy. Bởi vì nó chạy hệ điều hành Android nên thật chúng ta thao tác sử dụng nó như một cái máy bình thường thôi. Đấy, truy cập vào đây để kết nối Wi-Fi này như một cái điện thoại bình thường thôi. Đấy. Nó cũng có CH Play để chúng ta tải về. Đây mình đã tải một số ứng dụng như là FPT Play để xem TV này, YouTube rồi Facebook nữa. Đây này, tất cả ứng dụng này đều có mặt ở trên CH Play thì cái máy này đều xài được anh em nhé. Đấy, đây mình có cài đây một số cái ứng dụng là để ấy thôi. Có bản đồ này, có Bangkok này, Chrome này. Rồi Facebook này, FPT này, nói Nova này, rồi một trò chơi nữa, rồi TikTok, YouTube đó, này kia để xem. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là kết nối cái cam lùi. Thì kết nối cái cam lùi rất là đơn giản thôi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cam lùi này. Nó chia làm hai rắc. Rắc đỏ, rắc vàng. Rắc đỏ nó vào đường nguồn. Đấy. Rắc vào đỏ vào đường nguồn 12V này. Mình sẽ kết nối luôn. Rồi, như thế này, sau khi mà kết nối nguồn thì cái camera này sẽ sáng luôn lên như này, nhưng kệ nó nhá. Cái này nó có tín hiệu rồi nhưng mà cái máy nó chưa đọc được. Với một cái cuộn dây dài như thế này thì nó có hai đầu ạ. Thì là anh em cắm một đầu vào cái rắc cam lùi này. Với lại một đầu vào cái camera, thế là xong thôi. Đơn giản. Như thế này thì nó vẫn chưa lên đúng không? Bây giờ muốn cho nó lên này. Ở đằng sau ấy, như mình đã nói là trên cái cụm dây nó có một cái dây màu nâu. Nó có cái ký hiệu là Bách. Hoặc là trên cái những cái khác ấy, nó sẽ ký hiệu là Reverser, tức là quay lại đấy. Thì cái dây này là dây để khởi động cam lùi. Anh em cần cho cái này lên dương nguồn như thế này. Đó, thì ngay sau khi lên dương nguồn á, thì cái màn hình này nó từ lập tức là nó sẽ nhận được lệnh là à bây giờ là tôi đang muốn bật cam lùi. Đây anh em có thể nhìn thấy là mình đây này. Đấy, đây thiết bị của mình đây. Tôi muốn bật cam lùi nên là cái này nó sẽ khởi động cho chúng ta vào chế độ cam lùi. Và khi mà đã vào cam lùi rồi thì chúng ta không thể sử dụng được bất kỳ một cái gì khác. Đấy, các bạn có thể thấy là cái này của mình á, nó quay được 60 frame thì nó rất là nét. Đấy, anh em có thể thấy là cái điện thoại mình đang quay video này. Đấy, cái này mà các bạn làm review sản phẩm ấy, cũng nên mua một cái này để chúng ta để vào cái góc quay của điện thoại này. Và chúng ta xem là chúng ta đã căn đúng góc hay chưa. Đấy là về cái cam lùi. Đây, đồ đạc mình vứt đầy đấy các bạn này. Đó, loa điếc này. Đây, quay góc rộng nhé. Khi mà muốn tắt cam lùi, chúng ta bỏ cái dây này ra, nó sẽ về một cái pad bình thường thôi. Đó, chập vào là tự động lên cam lùi. Đấy, rất là nét luôn. Đấy, đây. Được chưa? Đấy là về cái phần cam lùi. Thì tạm thời như vậy nhá, mình sẽ cắt cái đầu đi để cho tránh chạm chập. Thì mình sẽ review về các cái tính năng của cái con máy này. Thì anh em có ô tô á, thì là cũng có thể mua cái này về để nghe nhạc. Còn để mua về để lắp ô tô. Còn không có ô tô thì cũng có thể mua cái này về để nghe nhạc. Như mình đã kết nối cái này vào cái loa Sony rồi nhá. Đó. Đây thì mình cũng sẽ mở cho các bạn nghe thử một đoạn nhạc, một đoạn thôi các bạn nhá. Nếu mà nghe hết cả bài nó lâu lắm. Đây, ví dụ như cái này. Bài này đi. Và cái đặc tính của cái thằng đầu DVD ô tô này là chất âm của nó cực kỳ là tuyệt vời nhá. Anh em thưởng thức nhá. Đây.
Đấy. À, cái này cũng có chỉnh equalizer mềm bằng cách là chúng ta vào cái phần cài đặt ô tô này này. Ở đây có equalizer mềm nhá, có bát trung check. Thì anh em nghe như thế nào thì anh em chỉnh. Mình thì mình thích nghe cái kiểu này. Đấy, rồi, quay lại YouTube để cho chúng ta nghe nhá. Rất là tuyệt vời luôn. Tạm thế thôi nhá, bởi vì nghe hết nó lâu lắm. Đó thì ở đây mình cũng cài rất là nhiều ứng dụng như kiểu là Facebook này. Đó, thì ngày 21 này thì mình sẽ có một cái buổi livestream ở trên YouTube, thì anh em có thể là vào để xem nhá. Ở đấy mình sẽ giới thiệu một số cái sản phẩm mới. 8 giờ tối ngày 21 mình sẽ giới thiệu một số cái sản phẩm mới rất là độc lạ luôn. Và cả trong nhóm hội những người yêu thích điện tử chế độ DIY Việt Nam của mình nhá, cũng cũng mình cũng sẽ live stream trong đây luôn. Đấy, đây đây là mình tạo ra một cái sân chơi dành cho anh em yêu thích điện tử. Đây cũng đạt được 19.000 bao nhiêu thành viên rồi này. Đó, rồi là ứng dụng xem TV này, xem được cả TV nữa. Đây này, để xem là VTV3 nó đang có những cái gì. Xem bóng đá ngoài Anh ok không bạn nhé. Bóng đá ngoài hạng Anh. Wi-Fi hiện tại nó đang, mình ngồi hơi xa Wi-Fi nên nó hơi yếu một chút. Vâng ạ. Anh muốn là các phòng ban sẽ thống nhất về. À đây đang có tiểu phẩm 2 con này. Mà xem TV cái này thì nét vô đối luôn. 20 năm ngày thành lập công ty cho nên anh muốn là hết sức chu đáo. Đó. Hiện tại đây nét lắm các bạn ạ. Đây hiện tại đang là 17:13 con nhé. Dạ thưa sếp, theo như chúng em thấy thì đây anh em có thể xem được ở FPT hoặc là VTVGO cũng được. Đó, giờ mà bản đồ này, cái mà đi xe mà quan trọng nhất là bản đồ thì cái này cũng có, bởi vì nó là hệ điều hành Android mà. Đây, mình thì mình ở Thái Bình, chỗ Tân Bình thôi. Đấy, có chỉ đường ok như một cái điện thoại bình thường luôn. Đấy là bản đồ. Ở đây mình chỉ đánh giá chi tiết cái phần bên trong của cái này thôi. Với lại cái nội thất của nó thôi. Đó, ở đây mình có cả tải về cả TikTok nè các bạn này. Ai thích xem TikTok thì xem. Còn mẹ ơi. Úi giời. Con về rồi đây. Thằng chưa? Mày đi đâu từ chiều? Tí đi đâu đấy con? Đó. Mẹ ơi, con đi đi. Đây, lướt TikTok như điện thoại luôn anh em nhé. Ui giời, ui giời, trẻ trâu. Ghê đấy. Trẻ trâu là ghê thật anh em ạ. Kinh thật. Đó. Ok, thì đấy nó là về những cái ứng dụng thôi. Anh em nếu mà rảnh rỗi có thể là chơi cả game luôn nhé. Đây này. Đây. Đấy. Cái máy này chơi được cả game luôn nhé. Đây nhìn vào thì ai bảo là một chiếc màn hình của ô tô, mà người ta sẽ nói đây là một cái máy tính bảng. Nhưng mà thực ra đây nó lại là màn hình ô tô các bạn ạ. Đó. Chơi được cả game luôn, ngon lành luôn anh em nhé.
Nhưng mà đi xe ví dụ như những ai chạy taxi á, những ai chạy taxi rất hay cần những cái món như thế này. Đấy. Nhưng mà lúc mà không có khách mà rảnh rỗi thì có thể là mở game lên chơi trên cái màn hình này, ok. Đây mình mới tải có một game thôi. Còn với bộ nhớ 16GB thì anh em có tha hồ tải anh nhá. Tất nhiên nó không cần nhiều dung lượng như điện thoại, bởi vì điện thoại là nó còn phải lưu trữ ảnh ọt rồi video nữa này kia, nên là nó cần nhiều. Còn riêng đối với lại màn hình này nó không có ảnh, không có camera, không có ảnh nên là không cần nhiều đâu các bạn nhé. Đấy. Đấy. Chơi game vô tư luôn. Rồi. Ok, thì đấy là về cái phần mềm. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái nội thất, cái phần cứng của con này là nó như thế nào nhá. Và mình sẽ phân tích một số cái chi tiết phần cứng mà mình hiểu được. Đó. Thì đằng sau cái màn hình nó có bốn cái con ốc này, anh em cứ thế mà tháo ra, đơn giản thôi. Đây, như thế này. Thì ở các cái xe, anh em cứ hỏi là cái xe, cái màn hình này có lắp vừa cho xe, ví dụ như là xe Ford Ranger hay là xe nọ xe kia hay không. Xin thưa với các bạn nhé, cái màn nào cũng có thể lắp được vào cái xe của các bạn. Đó, màn nào cũng lắp được, không cứ với màn bao nhiêu inch. Cái quan trọng là cái mặt dưỡng ấy, nó có vừa với cái màn hay không. Ví dụ như là anh em lắp màn 7 inch, thường thường những cái màn này là màn 7 inch ấy, thì là nó sẽ vừa luôn với lại cái màn zin của các cái xe 4 chỗ, 6 chỗ, với nói chung là những cái xe nhỏ đó. Đó. Còn những cái xe những cái màn 10 inch ấy thì là chúng ta sẽ cần một cái mặt dưỡng. Mặt dưỡng của cái loại 10 inch, và chúng ta sẽ phải lắp vào cái chỗ mà bên dưới cái cần gạt, cái cần vào số ấy. Đấy, cái màn inch sẽ 10 inch sẽ lắp vào đấy. Ở chỗ đấy thì nó chỗ nào thì cũng vậy thôi. Đó, đây đây này, đây là cái nội thất của nó anh em này. Nên là khi mà anh em mua cái này, anh em không cần quan tâm là cái màn nó có lắp vừa với xe của nhà các bạn hay không. Đó, về mà lắp nó không vừa thì anh em mua cái dưỡng khác. Mua cái dưỡng 10 inch. Giả sử cái xe của bạn nó hỗ trợ cái màn 7 inch thì là nó đang ở cái dưỡng 7 inch. Đấy. Thì anh em cần mua cái dưỡng 10 inch là anh em có thể lắp được cái màn 10 inch rồi. Nhưng mà thực tế cái màn 10 inch dùng không sướng bằng màn 7 inch. Cái màn 10 inch màn hình chỉ to hơn thôi, nhưng mà màn nó to, nhưng mà độ phân giải của nó bằng nhau. Nó là 1024 x 600. Thì màn to nó sẽ rỗ hơn màn nhỏ này. Đấy là cá nhân mình là mình thích cái màn 7 inch này hơn, nhìn nó sắc nét hơn. Đó, nhưng mà tuy nhiên là cái nhược điểm của nó lại bé hơn, đương nhiên rồi. Bé hơn thì nó sẽ các cái nội dung của nó hiển thị nó sẽ nhỏ hơn, nhìn nó sẽ ấy hơn. Đó. Đây là cái main của nó này. Ôi, khá là cứng. Thường thường cái màn 10 inch nó to thì cái chiếu sáng của nó không đủ. Cái chỗ này người ta phải lắp thêm một cái bóng trợ sáng nữa, tức là cái LED panel màn hình đấy. Đó. Đây là toàn bộ nội thất ruột gan của cái con này. Đấy. Thì nó cũng như các cái phiên bản trước thôi. À, ở đây nó có nâng cấp một số chỗ, đó chính là hai cái con RAM này. Hai con RAM này thì nó là sử dụng RAM Narnia hai con. Và cái con ổ cứng nó thay bằng con Forexy rồi. Đấy, có một cái chỗ. Úi giời. Cái tản nhiệt này bật thế. Đây là CPU chính thì nó sẽ được tản nhiệt luôn ra cái mỏ mặt như thế này, cùng với lại con IC âm thanh. Con này là con 7388 con nhé, TDA 7388. Còn ID 7388 cũng thế. Cái ID thì nó là nội địa ở Trung Quốc hơn, còn TDA nó quốc tế. Đó, chỗ này có con diode to để chống ngược, nhưng mà sao người ta không lắp này.
Chỗ này lại còn con đệm nữa, con TDA 7729 Class D. Con này là khuếch đại thật tán ốp em, sử dụng class AB. Con này thì nếu mà chân rết như này, nếu mà nó là IC công suất âm thanh thì nó sẽ là class D. Đó, nhưng mà không biết con này có phải là IC công suất âm thanh không. Nhiều con cũng là TDA nhưng mà không phải ấy. Đây, Mediatek này, các đồ họa, Mediatek chip đồ họa, không phải các đồ họa. Thì cái này nó còn một chỗ để gắn cái khe thẻ nhớ các bạn này. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Chỗ này nó xử lý wifi sao. Thì đây về cái phần bo mạch của nó. Còn cái màn hình này, cái panel của nó mình không tháo được ra. Cái panel của nó mình chịu. Đấy. Đây. Rồi, phím điều hướng. Đây có cái xử lý cái thuật toán giải cái gọi là giao tiếp với màn hình, những cái giải thuật toán của nó, thuật toán xử lý của nó. Đấy. Trên đây, trên panel màn hình không có cái gì cả. Ok, thì liên kết mua hàng của cái con này mình sẽ để dưới phần mô tả video nhá, cũng như là phần bình luận. Anh em nào muốn mua thì có thể là truy cập vào đó nhá. Trong cái tháng 7 này, Bangkok có rất là nhiều cái chương trình giảm giá kinh khủng ạ. Anh em các cái liên kết thì mình cũng để vào phần mô tả video. Anh em có thể là vào đó để tham khảo. Và ngày 21 tháng 7 này thì mình có một cái live ở trong live stream ấy. Thì trong đấy mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số sản phẩm, nhiều hơn một sản phẩm mới, độc lạ. Đấy. Cái tiêu chí của kênh mình là sản phẩm phải độc lạ. Rồi, thì anh em nhớ đón chờ vào 8 giờ tối ngày 21 tháng 8 nhá. Ok, bây giờ thì xin chào anh em.